chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Bạn này trông trắng ấy, trông bê đê, trông trắng ấy, trông bê đê. Hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca đó. Sĩ rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ, còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ, đầu tiên thì cho phép Chê Ki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Chê Ki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. À vậy hả? Wow. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á: dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như là đó, cả trăm triệu view. Dạ đúng không, trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Ki cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con mới bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế, con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông bê đê, trông trắng ấy, trông bê đê. Có bê đê thật không? Thì là bạn con bảo là không, bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp mà bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện ăn uống với nhau, có uống vài chén, thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả, bởi vì là bạn nói rất là chậm. Đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy cũng mỗi mình con hiểu thôi. Vậy cho nên là xong rồi tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này nó sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy thì bọn con bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, chừng vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, hay ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Có thương đấy, cho cái hoàn cảnh của cô kiểu, Ki. Kiểu ý là thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt, mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Là Ki bảo Ki có. Đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn.
Thế rồi có bạn có nhận lời liền không? Không, không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao, 5-6 tháng gì đấy. Dài hẳn nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi thì là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa con có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ, thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng, thì là mình sẽ tự cho mình cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy, thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đây. Nhưng mà vui không con? Có. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có nghĩ, con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên thôi. Phải lên để tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó là sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên trên đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết. Chỉ có mình con là bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơm lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sao ấy con luôn mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ. Lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ. Thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi. Vâng ạ. Con có một em bé. Nó mới đây thôi à. Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Nhiều. Nào kể trước đây. Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai. Bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là kia sẽ lên đường luôn. Đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho đúng nên rồi, là chồng con rồi. Luôn luôn là hơi kỹ lưỡng, kỹ lưỡng. Thôi cái đó cho phép, cái vâng. Đó, nhưng cái mà, nhưng con mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị thì không chuẩn bị. Mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đời đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Cả hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thế ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè?
Có hay cáu không? Có, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính nhỉ? Hơi cáu gắt đi ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí. Thì sau, nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức, sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau Hạn thế con ơi. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Rồi bây giờ có mong muốn khi thay đổi điều gì không Mai? Dạ thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy, cho nên là con với cả Kỳ thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút thôi ạ. Không biết anh Kỳ này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, nhưng chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương cũng ổn ạ. Ổn. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy, nhất là cái khi mà muốn nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đôi khi là nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là bị khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng rất dễ cáu. Nhưng mà mỗi lần càu nhàu như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Tất nhiên là lúc đấy con sẽ khó chịu. Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc, mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy để giải quyết ngay lúc đấy, thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, why? Các con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt càu nhàu đi thôi, nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang nhưng mà tự dưng càu nhàu nó phải có lửa mới có khói. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng càu nhàu. Con có nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con càu nhàu thôi. Nói phải nói. Xong rồi nhưng mà chẳng may mà cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. À, cô nói con nghe, thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng, cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện càu nhàu hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc. Chứ còn con là dáng của con á là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42-43 cân. Rồi cố gắng lấy lại. Lấy lại phong độ khoảng 45-46. Đúng rồi, chị là 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ, bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá, con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia là con bị tủi thân ấy. Con khóc luôn. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Kỳ và Mai Anh đã đến với chương trình nha. Dạ vâng ạ. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh. Trời mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê mà cứ nhe răng ra cười thôi. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Quang Vân, là kiến sư điện, em hay đi làm công trường. Em 35 tuổi, em ở Bình Thạnh, ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em gốc quê đâu? Dạ, quê em Đắk Lắk. Thôi, con mời vợ Vinh. Dạ, em tên Trang, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ, năm nay em 35 tuổi,
Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở quận 1. Chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở Đắk Lắk á chị. Phải quen nhau ở quê. Đúng không? Sai hết rồi. Dạ không. Thôi bây giờ các bạn hãy khui đi. Đó, lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày mùng 4 Tết ạ. Bạn tụi em giới thiệu, tụi em về quê ăn Tết á. Cái anh bạn của em với ảnh á, là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em. Giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi. Thế là anh ấy sau này mới khai ra là có người yêu rồi. Thì mới cảm thấy có lỗi nên là dịp Tết á thì mới cài bẫy cho hai đứa này đi. Anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu. Đó thì mới rủ đi cà phê ở trên trên phố, đi uống cà phê bình thường, xong mà em có rủ về nhà chơi. Cái anh bạn của em thì anh nói là hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì xách kèo tự đi chơi đi. Thì lúc đó thì em cũng rảnh, anh này cũng rảnh. Thế là đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng 4 Tết. Mà lần đầu tiên gặp anh Vinh này thì thấy anh như thế nào? Xấu anh, xấu anh. Trời, mắt cũng mí, răng thì to. Ăn ngủ cà phê cứ nhe răng ra cười thôi. Vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng 4 Tết? Bữa đó em rảnh, cháu của em là đi về quê, anh chị cũng về quê, có mỗi mình em ở nhà, đâu có làm gì đâu. Thế còn Vinh thì sao nè? Lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ, khoảng tầm 30 phút, 45 phút gì đấy. Sao trễ dữ vậy? Dạ thì em cũng không biết là đi lên gặp mai mối giới thiệu gì sao đâu. Em tưởng là đi chơi thôi cho nên là cũng thông thả đi. Đi nửa đường thì bạn mới nói cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó. Thấy rồi thì đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì. Thế mình thấy có ấn tượng. Tuy rằng mình trễ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh, cô ngồi bao chờ. Bao dung một người phụ nữ, bao dung đúng không? Yeah. Nói chung là có ấn tượng ok với cổ. Yeah. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào? Đó. Đó em cũng có quen mấy anh chàng cũng làm cũng công việc cũng ổn định, lương cũng cao, cũng có nhà thành phố vậy đó. Quen thời gian không, mình không có nói chuyện, không có hợp, rồi khác về tôn giáo nữa, cho nên là mình không có quen. Nên sau cái này cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi, mình lấy được người đàn ông nào thương mình, thương mình là được rồi, yêu chiều mình, rồi làm những cái gì mà mình muốn. Ừ, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em? Dạ nói chung là ok chị, 100%. Nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau là ở trên Đắk Lắk. Nhưng mà sau Tết rồi thì là có xuống Sài Gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không? Và quen nhau ở đâu? Dạ có, thì mùng 5 Tết em có mời ảnh là xuống nhà ở Sài Gòn chơi. Đó thì lên em cũng ok, rồi em lên nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng, cũng nói chuyện qua lại Zalo xã giao thôi. Thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế tiến tới thôi. Đúng không cưng? Nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á, thì kiểu như là quen nhanh thì mình chán cũng nhanh. Chắc có chuyện xảy ra đúng không? Nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bênh nè. Rồi thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên công ty về điện nữa. Dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều, vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít. Rồi cũng có xích mích một này cái này nọ. Ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa. Sau đùng cái hai ngày sau cái em với ảnh nói thôi cưới nhau đi. Cái gì kỳ vậy? Dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi. Tại sao? Nó là tụi cũng lớn tuổi rồi, thôi thì cưới nhau luôn đi, rồi được tới đâu đó tính gia đó. Gia đình có hối cưới không? Dạ, dạ không. Không. Trong cái lúc quen nhau đó thì em cũng làm hai việc, chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ pizza không của em. Cô bạn này cũng lớn tuổi rồi, thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nhau nhiều như các câu tin. Thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn, thì không ngờ là cô... Thì thật ra thì là do mình sai, thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau. Người ta cũng mong muốn được quan tâm, được yêu chiều. Thế thì em mới thấy là mình sai, thì em mới nói là nghĩ là thôi được, cô này sẽ ok, thế này thôi mình phải... Cưới luôn, vừa xuống làm quà, vừa xuống coi như là kết hôn luôn, đặt cái này kết hôn luôn. Em thì Bình Dương, còn em là Sài Gòn, cho nên là đi xuống, đi lên, đi xuống phải nói rất là vất vả đúng không? Thời điểm sau, thời điểm cưới nhau thì cũng vẫn làm ở Bình Dương với Sài Gòn đó. Rồi con cái là lúc nào? Lúc thì em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á. Sợ lâu đúng không? Dạ. Rồi cái lúc mang bầu với sinh con á là có gần. Dạ thì có, tại vì nhà em có cho thuê nhà đó, em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung nhà luôn. Thì nhiều có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ,
Nó chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi. Rồi hai vợ chồng về sống với nhau giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè. Dạ ảnh thì cũng ngoan lắm, chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á. Em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh. Nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm, khi là ngồi bấm điện thoại xong cái ngủ quên á, quên ngậm răng, coi như là nguyên một đêm lại bị mất mất ngủ. Ảnh ngủ ngon lắm. Như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng. Quên đeo máng nghiến răng. Đó, tật xấu là tật hay quên. Rồi gì nữa? Gì nữa không? Với lại trước khi cưới á, trước khi quen á thì cũng có nói là anh bỏ hút thuốc rồi em mới quen anh. Thì cũng có bỏ thuốc thiệt. Thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu xa vợ con, cái mùa Covid bị ở lại Vũng Tàu 3 tháng á thì cũng buồn cái là hút thuốc lại. Mà hút tới giờ luôn. Dạ đúng rồi. Trời em phát hiện ra xong cái cũng chửi mấy lần, giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy à. Em ơi, cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha. Dạ. Mốt có tự lực cánh sinh đi, có cai được thì cai, không cai được thì chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi. Nhưng mà theo anh á thì là bớt dần và nếu được bỏ luôn đi. Tại vì thứ nhất là nhà có trẻ con. Cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm. Với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hơn. Hoặc là những nơi em tới sửa điện. Cả nhà bị dính hết luôn. Rồi, có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không? Với lại hai vợ chồng em đang có dự án làm YouTube về du lịch á. Thì cứ cuối tuần là em cứ bắt ảnh đi quay. Cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy, đúng 6:30-7 giờ đi quay. Xong cái về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh biết làm anh, nhưng mà ảnh làm nhăn nhó. Hai vợ chồng cũng cự nhau đó. Xong bây giờ em chỉ muốn là ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn, rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó. Đó là cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Mà yêu cầu cao lắm ạ. Chính em là cái người đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ. Tại vì hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không, thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh YouTube đi rồi, để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên mạng đó để xem cho vui, làm cái kỷ niệm. Vợ mới nói à, nhưng mà cái này là em không biết quay nè, em cũng không biết làm phim nè. Thế này thế bà biết không? Này bà biết thì để bà làm, để bà hỗ trợ cho mẹ. Nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá, giao deadline dí sát đít luôn, mình làm mình còn công việc của mình nữa chứ, không trả lương đâu đúng không? Nói tật xấu của bà luôn đi. Đó. Bà dí quá đúng không? Dí quá, bào quá. Bào làm bào từ là vừa sửa điện vừa sửa nhà, rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết. Rồi còn làm các kênh YouTube cho vợ. Còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa. Bào quá chừng bào. Bào cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà nhiều lúc than thì nói bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm. Tuy rằng nấu ăn không ngon chứ, nhưng mà biết chồng mệt thì phần xuống bếp rồi nấu những cái món. Kể tật mà em chưa hài lòng đó. Em nè. Tật xấu là quá dị ứng với lại bụi bẩn. Ở quá sạch. Hầu như cái thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi. Thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ mà nó nhiều quá thì nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác. Tức là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện, có nhà to mà lâu cỡ đó cũng mà chết. Kể như vậy thì cũng rồi. Em mong vợ em thay đổi điều gì nhất? Dạ thì em mong vợ em thì chịu khó lên YouTube là học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên cao hơn. Anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha. Em học được có một ngày xong cái mai em quên công thức. Em biết không, phụ nữ mình là thích yêu bằng tay. Nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó. Bằng là món ăn đó nha. Hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái tình cảm gì, hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không? Dạ có, em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em. Cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng biết lắng nghe mình, rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ. Cô vợ đặc sắc quá vậy. Lâu lắm rồi á nghe. Đứng lên mở ra coi là cái gì. Mình mở ra coi đi. Mở ra coi. Đồng hồ chắc. Wow, một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà. Thôi em đeo luôn đi cưng, đeo luôn đi cho nó
giữ lại làm kỷ niệm đeo dạ, luôn. Bữa giờ hứa với ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ. Wow. Còn mặt miết lòng thầm luôn kìa. Trời ơi. Thế trong em ơi. Em thích cái này đúng không? Dạ, Casio. Cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy. Nếu có quà này chắc đi về muộn hơi khó này. Thôi, bây giờ mình đã nhận quà rồi. Thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ. Đúng không? Chồng xin cảm ơn vợ. Thì hai vợ chồng mình đến với nhau nhanh nhưng mà trong cũng 2 năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ 5 của vợ rồi. Vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái thủ tục cưới của tụi em nữa. Chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn. Mong vợ mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ. Dạ rồi, cũng chúc ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn, bào sức nhiều hơn. Đây trả lại cái hộp nè. Dạ. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mà đẹp dạ, 19, như vậy lúc đó là em 19 tuổi. Còn dạ. Chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị. Dạ. Em đúng không? Dạ. Em với chị kiểu giống như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Dạ. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không dạ. Cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Bộ đồ cưới hơi bị đẹp ha. Đúng rồi. Đồ này là của cưng phải không? Dạ. Đồ này dạ. Cũng là cái đồ đám cưới luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. Em năm nay 31 tuổi. Nguyên làm công việc gì? Dạ em đang làm DJ. Wow, DJ. Em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng có. Nhận ảnh. Thôi vậy. Thôi thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta đi chay như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Ừ. Thức mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, anh thức chừng tuần lễ á là anh đổ bệnh là mất công em mang quà nữa. Dạ, bỏ đi. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. À. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại xỏ khuyên. Cái này chắc là vợ em xỏ cho em đúng không? Bật tiếng nghiệp, bật tiếng nghiệp. Thôi, bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau cũng là một cái lần vô tình thôi, thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em là bạn này. Thì mới rủ em đi chơi chung, có nghĩa là hai cặp là, nhưng mà chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi chơi thôi. Đi là tức là đi theo cho có tụ đó. Dạ. Cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này dính? Có tụ này dính. Cái dòng đời nó vậy đó, bởi vì chiều hỏi liền đấy không, dòng đời nó ngược ngạo lắm, thường là vậy đó. Thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài. Dài lắm ạ. Bây giờ còn dài không? Thì... Dạ, vẫn còn. Ngang lưng thôi. Chứ lúc trước là tới mông luôn, qua mông luôn. Dạ. Bây giờ vẫn dài luôn ha. Dạ. Thì chưa thấy mặt nữa. Nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ rồi. Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi. Mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè. Chút rồi... quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em nhìn đằng sau em thấy tóc dài vậy, đến lúc mà em cận cái mặt lúc mà quay lại thì cảm giác em sao? Dạ, em thấy bạn này cũng xinh. Quá đẹp chứ xinh gì? Đẹp chứ xinh gì? Quá đẹp luôn, đúng không? Dạ, thì đối với em lúc đó là bạn này rất là ok. Trái tim là xuyến xoắn liền đúng không? Biết sao không chị? Dân DJ á là gặp gái đẹp nhiều lắm. Gặp gái đẹp trong pub, trong club rồi nhiều lắm. Cho nên là gặp cô này thấy cũng được thôi. Hả? Dạ, không phải đâu. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mai chúc mà. Vì lúc đó em còn đẹp cỡ nào nữa ta? Bây giờ mà đẹp dạ, như 19, vậy lúc đó là em 19 tuổi. Còn dạ. Chồng là lúc đó 17 tuổi. Là chị. Em đúng không? Dạ. Em với chị. Mà ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái.
kiểu vậy đó, em lại không thích người nhỏ tuổi. Vậy như vậy là em kêu Nguyên bằng em rồi. Dạ xưng tên. Dạ xưng tên thôi. Ừ. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la gì đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ, tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi, biết người ta thích mình cái là mình cứ né né. Nhưng mà làm cách nào để mà em cua được người chị này? À, em nói chung là hồi đó còn đi học á, mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á, mình cũng bắt chước theo mình lãng mạn rồi. Ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý. Đúng rồi, rất là hợp với lại những bộ phim Hàn Quốc đó. Đâu đâu kể cho anh nghe một số cái chi tiết lãng mạn là sao? Những cái phương thức mà em cua chị. Hồi đó tụi em bạn này hay thích đi học anh văn trung tâm thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích anh văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cua. Xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm. Rồi em đốt pháo hoa, đốt pháo hoa dưới đó. Rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Dạ. Nói chung là ở Đà Lạt thời gian đó là tụi em nói chung là đi hết tất cả mọi điểm trong thành phố Đà Lạt, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Rồi tức là trong một năm đó là bạn không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà qua đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc đó là năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. Mình thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn là mình phải lựa chọn. Bắt đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái hôm mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Lúc đó làm sao tự nhiên một năm ta săn đón mình, đưa mình đi khắp nơi, đầu tư đủ kiểu đúng không? Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. Lúc đó thấm rồi đúng không? Mình giả bộ cũng khó chịu. Xong rồi cái mình cũng con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó. Rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Ủa nó nghe nè, lúc vậy mấy cái đuôi kia thì sao? Tại vì Nguyên nói là không có cái đuôi nào mà chịu hết trơn á, nhiều người đeo đuổi nhưng mà không có chịu ai hết luôn. Dạ đúng rồi. Đúng là cái duyên á nghe. Tại sao cuối cùng lại chọn cái đuôi này? Có nghĩa là có bốn cái đuôi đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên cái đuôi này chặt một phát. Dạ. Rồi ba đuôi kia vẫn còn không? Dạ cũng còn. Hay là cùng một lúc là bốn cái đuôi nó chặt hết? Dạ không, mấy anh kia cũng còn đeo đuổi vậy đó, nhưng mà kiểu như là anh này cho con cảm giác là an toàn nè. Với lại kiểu như là ảnh ấm áp. Dạ đúng rồi. Anh kiên trì lắm, kiên trì rất là kiên trì, cho nên là xong rồi con liên lạc lại với ảnh. Dạ. Rồi trong bao lâu thì ảnh trả lời con hay là ngay lập tức? Liền luôn. Liền luôn. Dạ liền. Nhưng mà sau khi mà bạn liên lạc lại với con á, là cái lời tỏ tình thứ nhì là cách đó là bao lâu? Dạ là sau đó khoảng vài ngày thì có hẹn nhau đi chơi. Thì lần này tỏ tình nghiêm túc hơn. Rồi. Đó, cái lần đó tỏ tình là như sao nè? Dạ thì cũng vẫn đi xuống cái địa điểm quen thuộc là dưới Hồ Tuyền Lâm thôi. Con làm gì là lần này để bạn ở ngoài đợi. Thì ở Hồ Tuyền Lâm nó có một cái cầu, có đi ra một cái căn nhà để mình ban đêm người ta đốt cái đèn soi cho mấy cái thuyền bơi. Thì chuẩn bị sẵn mấy cái pháo hoa cái xong rải khắp cái đó, xong bắt đầu đi một vòng đốt cho nó cháy lên, xong rồi dẫn bạn ra và hỏi nếu mà bây giờ mình quen nhau thì lúc đó vẫn xưng tên thôi. Nguyên muốn có một cái câu chuyện tình yêu nó nghiêm túc và một cái câu chuyện tình yêu nó sẽ đi với nhau thật là lâu. À, cái mà ấn tượng nhất trong một năm theo đuổi bạn này là bạn rất là cá tính. Và những con gái Đà Lạt thì lại không như vậy. Con gái Đà Lạt thì kiểu nhu mì. Nhu mì rồi nói chung là công chúa. Còn bạn này rất là cá tính nên cảm thấy bạn ồ sao bạn này lạ quá. Càng tìm hiểu càng thấy thích như một người con trai vậy đó. Có lúc thì giống như là hai thằng bạn đi với nhau. Rồi có lúc thì khi mà con cảm thấy cuộc sống nó có những cái buồn thì chia sẻ với bạn này thì cảm thấy là có thể san sẻ được, rồi có thể đôi khi dựa dẫm cho bạn này nữa. Ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á là vì gia đình của bạn gái của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn hai năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại. Là hai đứa quen xa. Biên Hòa. Con về Biên Hòa. Dạ. Rồi bạn này thì vẫn ở Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Là yêu xa bao lâu?
Dạ, khoảng 6 tháng. Trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Dạ. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con vừa mới học xong trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật chuyên ngành du lịch, thì con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó, thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền, cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên Đà Lạt? Dạ không, con mới được đi qua đêm. Dạ gia đình khó, không có được đi qua đêm. Không, nào nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau, 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng, bạn trao cho. Tới 8 năm luôn hả? Dạ. Ủa sao sao mà giữ cho tới thời gian lâu dữ vậy? Tại yêu xa cũng mấy năm mà hả con? Yêu xa mấy dạ, yêu xa 6 tháng. Rồi xong rồi yêu xa 6 tháng. Rồi ảnh xin bố mẹ đi xuống Sài Gòn để ở gần, ở với chị hai để ở gần con hơn. Dạ, lúc đó thì ảnh xin xuống Sài Gòn để học DJ. Xong rồi ảnh ở Sài Gòn, con ở Biên Hòa. Thì hai đứa cũng gần hơn rồi. Dạ. Vậy mà vẫn giữ gìn được cái 8 năm. Giữ cái 8 năm luôn. Dạ. Hay quá, hai đứa này đáng yêu ghê. Mà lý do vậy? Dạ, tại vì kiểu như là gia đình con nói chung là gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ nên là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ, sao không có được. Nhưng mà được cái cho là... rồi có giận không? Cái mặt dạ, ổng không. Nói chung là cũng dụ cũng nói chung là cũng đòi, cũng dụ đủ thứ, nhưng mà được cái là rất là cưng, rất là chiều con. Cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng, rất là tôn không trọng sao đâu em. Dạ rất là tôn trọng chứ không phải là muốn cho bằng được. Dạ. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình? Dạ không ạ. Tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi. Với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa, là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi. Nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Rồi á, là tụi sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ 11 năm. Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa 11 là năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình cưới đúng không? Dạ đúng. Mà thực sự là tụi con có cảm thấy hòa hợp với nhau không? Tụi con dạ có. Hòa hợp không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Là mới đây ra. Dạ, 5 tháng tuổi. Sao mà chị hỏi không? Em biết sao chị hỏi không? Thực ra hỏi như vậy để mà thông qua câu chuyện của hai bạn này á, thì cũng muốn chia sẻ một chút với lại các cặp mà có một cái gọi là thanh mai trúc mã mà yêu nhau từ tuổi sớm. Tại vì con nít bây giờ như em nói á, là các bạn yêu nhau sớm lắm. Dạ. Khi 15, 16 tuổi là đã biết yêu, đã biết rung động rồi. Thì rõ ràng ở đây cái việc là sống thử thì ở thời điểm này rồi, thời đại này rồi, cũng không ai mà gọi là lên án cái việc sống thử cả. Thế nhưng mà nếu như mà các em á, được giống như cái cặp này á, thì cái phần nhiều, cái phần lợi sẽ đến với mình nhiều hơn. Lý do cái lúc mình nhỏ, nhiều khi mình không có control được bản thân mình. Mình không có biết được cái lợi, cái hại. Thì nhiều khi nó xảy ra những việc đáng tiếc. Ví dụ như là có thai. Có thai trước thì thử tưởng tượng đi. Lúc đó là mình sẽ phải làm mẹ nè, làm vợ nè. Học hành thì chưa đến đâu nè, sự nghiệp chưa có gì cả. Thế là cuộc sống của vợ chồng nó sẽ đi đến cái chuyện gọi là gặp khó khăn. Nếu gia đình giàu có mình không nói chi, nhưng mà nếu mà tự các bạn mà phải bươn chải, tự các bạn phải làm sự nghiệp của mình, thì lúc đó là gần như tương lai sự nghiệp của mình nó chững lại, nó đứng lại luôn. Và gọi là rất ít người có thể vượt qua được cái ải đó để tạo dựng cái sự nghiệp nó rạng rỡ cho mình, cho cuộc đời mình cũng như con cái mình được sung sướng. Thành ra là tại sao cô Vân hỏi như vậy là bởi vì muốn là nếu như các bạn trẻ nào mà mình yêu nhau sớm á, thì mình có thể bắt chước hai bạn này. Và rõ ràng bây giờ các bạn thành đạt rồi. Đó, nhìn cặp này là mình thấy là ai cũng có sự nghiệp riêng cả, đúng không? Mà lại rất là hạnh phúc. Rồi bây giờ trái ngọt ra đời là 5-6 tháng rồi mà coi như là cô dâu chú rể này nhìn phơi phới vậy đó. Mơn mởn. Thì tại sao tới 2020 mấy mới đám cưới luôn? 2020. Ủa,
sao lâu như vậy? Dạ cũng dạ, vì kinh tế tại rồi, vì cái có nghĩa là cầu hôn thôi dạ, nhưng mà chưa đám cưới. Cầu hôn giữ chỗ, cầu hôn giữ đặt chỗ dạ, giữ chỗ chứ đám cưới dạ. Nhưng mà khi mà con quyết định cầu hôn bạn này là mình cũng xác định là ngày hôm nay nó khác rồi. Từ hôm nay trở về sau là mình có động lực để mình làm việc chứ mình tại vì lúc trước thì cái công việc này nó cũng không phải là cái nguồn thu nhập chính á. Thì sau này nó bắt đầu ổn hơn thì con mới cảm thấy là mình tự tin mình muốn xây dựng gia đình. Dạ. Thôi bây giờ mình tới cái vụ tới kia, cái vụ kia đi. Đó, đó sống biết nhau cái vụ chắc này không luôn, có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà đẹp quá. Anh thương nó chiều em dữ lắm. Dạ, anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì á nói hoài. Bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng dạ, lên thì những cái phản ứng như thế nào? Thì anh tự làm đau mình thôi. Thì anh chịu nóng lên nói mà con không nghe. Dạ, đấm tay vào tự tường. Đấm tay vào tường. Nói là con lắng nghe hay là sau đó thì anh cứ nói hoài. Mỗi lần mà con nói biết rồi đừng nói nữa. Cái là anh nói sai, thấy anh thấy sai anh nói cho nghe, tại sao mà cứ cãi anh vậy? Tự đấm tay vô tường. Tự đấm tay vô tường. Dạ. Có bao giờ đập đầu vô tường chưa? Dạ chưa. Có vậy cái đô lần nhẹ, đô này còn nhẹ. Dạ. Đô kia kìa. Có một lần là dọa điện thoại luôn. Hả? Đập điện thoại dạ, luôn. Dạ. Lần đó là con giận. Mà có bể không? Dạ bể. Đập điện thoại là phải bể chứ. Dạ bể. Sức đàn ông mà. Cái điện thoại. Tại vì nhiều khi đập lên cái ghế xích lông rồi sao? Đó. Chỉ có một cái là tính nóng. Nóng tính. Nhưng mà dạ, có lớn tiếng với em không? Có lớn tiếng. Dạ lớn tiếng. Cọc thì lớn, rất là lớn. Lớn tiếng với giận là cãi vã đó. Rồi mỗi lần mà như vậy là tại sao những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dồn nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Và mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vặt trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều dạ, cái áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại. Tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa là khi mà đến một cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Anh muốn hỏi là trước khi chồng em chia sẻ cái điều này, em có biết chồng em tại sao có những cái phản ứng như vậy không? Là chịu đựng. Em có biết không? Dạ, do công việc rồi nói chung là cuộc sống khó khăn nên là ảnh dồn nén mà ảnh không có tâm sự được với con á. Không phải là không tâm sự được mà không có dám chia sẻ, sợ là thêm gánh nặng về cho vợ mình. Tại vì mà ổng đi làm về, ảnh đi làm về lúc nào cũng coi con buổi tối cho con nè, rồi cơm nước này kia nọ là ảnh cũng nấu. Nhiều khi ảnh cho con bú sữa đêm, canh con ban đêm cho con ngủ không à. Mà ở ngoài đường thì áp lực nhiều việc ảnh cũng không nói được. Thì mình nghĩ là lúc nào ảnh cũng ổn. Rồi tới khi mà ảnh bùng nổ thì ảnh trách là anh đã nhiều việc rồi em còn không có san sẻ được mà còn trách anh này trách anh kia, cho nên là ảnh mới buồn nổi thôi. Bây giờ này cô đố con biết tại sao vợ khóc đố? Tại thương chồng. Tức là cái giọt nước mắt này là do là cổ tưởng tượng lại những lúc mà con như vậy, cổ tuổi thân hay là vì lý do nào khác? Theo con thì có nghĩa là con thì con cảm thấy là đây vừa là giọt nước mắt hạnh phúc mà vừa giọt nước mắt chắc bóc nữa. Có nghĩa là tại sao anh không chia sẻ với em? Tại vì em vẫn muốn chia sẻ và vẫn muốn, có nghĩa là san sẻ tất cả những vấn đề với anh, tại sao anh không nói? Rồi tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như vậy? Cô thì cô lại
có một cái cảm nhận khác con một chút xíu. Có nghĩa là tại sao vợ con khóc? Là bởi vì như vậy con hiểu đâu, khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ, thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á, đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nó nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau, mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực. Chứ không phải là do tuổi thân là ở tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải. Mà nhìn cái hình ảnh cái người chồng mình như vậy chịu không nổi. Tại mình biết chồng mình rất là đau, rất là khó chịu, rất là khổ, nhưng mà không biết cách nào. Đó, nó là như vậy. Ví dụ như người chồng mà đánh người vợ lại khác nha. Mà tự làm đau bản thân mình để kềm cái cơn giận xuống, để kềm những cái gì mình cần giấu xuống. Thì cái nỗi, tức là cái lòng yêu, lòng thương của người vợ nó khủng khiếp lắm. Bây giờ khi mà vợ con khóc đó, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên. Có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Thương và rất là, con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn. Đó, nó là như vậy đó. Cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa. Đúng để rồi. Tội vợ mình nó rất tội lắm. Vì 5-6 tháng, em bé mới 5-6 tháng đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp. Cho nên thôi đi con. Dạ, mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. À, từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Là hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng. Dạ đúng rồi. À, như vậy là đúng, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. À, và nhất là khi mà con đã nói, khi mà đã nói, Nguyên đã nói được cái điều gọi là nhìn con mình xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Dạ đúng rồi. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Dạ. À, rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Vợ con tố con là tánh con hơi nóng. Nóng tính. Còn đó. Vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra. Và phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng. Im lặng và không nói gì hết. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bộc thẳng luôn hả? Tay luôn. Chắc lúc đó ỷ nó sanh trước á, nó có quyền quánh con á. Rồi nói chung là... Nhưng mà quánh sao? Quánh đau thiệt không? Đâu là quánh con? Yêu? À đau. Rồi con sao? Quánh mạnh tay á. Thì con đứng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có... Không có dám phản kháng, không dám phản kháng gì hết. Rồi nói nghe nè. Chị không thương em gì hết rồi. Người ta giận người ta đấm tay vô tường. Còn cô giận là cô như cô bụp ổng luôn. Dạ, vậy lúc đó phản ứng của ổng á. Dạ ổng hay nói là anh nói nhiều nhưng mà anh không làm hết. Em cũng nào cũng vậy á, em im một cọc lên đánh chồng thôi. Không nói mà làm nữa. Cọc bụp chồng luôn. Dạ, cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thưa nó đi con, nó bạo hành con thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không? À cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Rồi bây giờ cái còn thật xấu gì nữa nè? Dạ không, thật ra thì chị có cái... Có thích mua sắm không? À đúng rồi, rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong là cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. À. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích live stream bán. Nhưng mà thực ra là không ai mua ấy. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh. Là bảo mặt không hả? Người ta không bán được. Bây giờ giờ nhiều quá rồi, xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Rồi còn thằng xấu gì nữa không Nguyên? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn rồi là
hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế, thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi, nên cũng không muốn đánh đổi gì cả, nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Đúng rồi. Em nói chứ. Dạ, tại vì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai của con. Dạ. Là mấy năm? Mấy năm? Dạ, 2 năm. Wow. Cưới 2 năm rồi. Cho nên là... Sao nữa nè? Sao nữa nè? Vợ nói tiếp đi, vợ nói tiếp đi. Sao nữa? Con nói gì với chồng? Chưa gì là chồng đã muốn trao gửi cho vợ rồi đó. Em sẽ thay đổi, cố gắng thay đổi, tin tưởng chồng hơn. Chồng mà cố gắng nha. Hôm nay muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cách đây năm năm. Cái lần thứ nhì đó, phải không? Chú Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Cảm ơn chồng. Vợ cảm ơn thôi hả? Dạ. Cảm ơn chồng. Có hứa với chồng thế gì? Hứa với chồng cột là không có ghen nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Chính xác. Em không nói gì hết. Anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Vân nói là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này, thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc mừng hai bạn Hồng Vân và chú